Rồi, hôm trước chúng ta đã học bài đầu tiên là toán sắc ánh sáng của chương 5. Hôm nay chúng ta qua bài tiếp theo, bài 25, giao thoa ánh sáng. Bài này có 3 mục chúng ta quan tâm là hiện tượng nhiễu xạ, hiện tượng giao thoa ánh sáng và bước sóng ánh sáng và màu sắc. Rồi, một La Mã hiện tượng nhiễu xạ. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng truyền sai lệch so với sự truyền thẳng khi ánh sáng gặp vật cản. Đây chúng ta có một cái nguồn vậy đó. Ánh sáng nó chui qua một cái khe hẹp nào, thấy không? Thì nó sẽ bị lệch so với khi truyền thẳng, nó không truyền thẳng được. Hiện tượng này nó thừa nhận ánh sáng là có tính chất sống trong một môi trường nhất định, coi mỗi chùm đơn sắc như là một sóng có bước sóng xác định. Thì chúng ta có hai cái nguồn, chúng ta như chúng ta đang vỗ tay với mặt nước như vậy đó. À, quá trình vật lý nào gây ra hiện tượng giao thoa cũng tất yếu là một quá trình sống. À, chúng ta thấy không, những cái phân rồi chúng ta qua phần hai La Mã, hiện tượng giao thoa ánh sáng, thí nghiệm một, thí nghiệm dân. Dụng cụ thí nghiệm, đèn chiếu sáng D, đây cái đèn D này mấy đứa, các tấm kính lọc sắt, đây kính lọc đây, đỏ mấy cái màu nè, tím nè, xanh nè, màng trắng M1, đây trên màng trắng M1 chúng ta khoét một cái lỗ, chừa một cái khe hẹp F. Tương tự vậy cái màng trắng M2 chúng ta làm hai cái khe hẹp F1 và F2, hai cái khe này nè mấy đứa, nó song song và song song với khe F luôn. Rồi cuối cùng chúng ta đặt một cái màn M là một cái màn ảnh. Rồi chúng ta lấy một cái tấm kính lọc đỏ. Rồi chúng ta mở đèn lên thì đèn nó qua tấm kính lọc. Rồi sau đến tới cái khe F. Từ khe F này nó phát ra, nó tạo thành, nó tới hai cái khe F1 và F2. Sử dụng ánh sáng đỏ trên màn M xuất hiện các vạch màu đỏ. Đây, chúng ta sẽ thu được trên cái màn ảnh là những cái vạch màu đỏ và tối xen kẽ song song cách đều nhau. Rồi, nếu mà chúng ta làm màu tím thì chúng ta sẽ đây, từ cái nguồn đây, nó tới hai cái khe F1, F2. F1, F2 này nó tên cái màn ảnh, chúng ta sẽ hứng được những cái vân tím. Tương tự vậy chúng ta sẽ tăng lên, ví dụ như chúng ta xài màu xanh thì chúng ta thấy rõ ràng không, cái vân nó càng ngày càng to ra. Tương tự vậy chúng ta làm thử màu xanh lục, lambda 541 nanomet rồi mấy đứa. Tương tự vậy chúng ta tới màu vàng 607 nanomet thì cái vân càng to. Bây giờ cuối cùng chúng ta thử màu đỏ đi, 742 nanomet thì rõ ràng cái vân nó to nhất. Rồi giải thích hiện tượng ha. Với ánh sáng đơn sắc, hai nguồn F1, F2 bây giờ nó trở thành là hai nguồn kết hợp có cùng tần số và cùng pha. Những vạch sáng là chỗ hai sóng ánh sáng tăng cường lẫn nhau. Những vạch tối là những chỗ hai sóng ánh sáng triệt tiêu lẫn nhau. Hai nguồn này là hai nguồn kết hợp. Điều kiện hai nguồn kết hợp bây giờ là cùng tần số và cùng cùng pha. Vạch sáng là chỗ tăng cường lẫn nhau. Vạch tối là chỗ hai sóng ánh sáng triệt tiêu lẫn nhau. Vị trí các vân sáng và vân tối. Hai cái khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng là A. Đây là màn ảnh M. Từ màn ảnh đến khe hẹp cách nhau một khoảng là D. Hai nguồn này là hai nguồn kết hợp. Vị trí vân sáng bây giờ được tính bằng công thức x bằng k lambda nhân d chia a. K chạy từ 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2 vân vân. Vị trí vân tối là k cộng 0,5 lambda nhân d chia a. K cũng chạy từ 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2.
A là khoảng cách hai khe nó rồi ha. D là từ khe đến màng. Lambda là bước sóng. Ở giữa là vân trung tâm ô mới đó. K bằng 0. Vân sáng trung tâm. K bằng cộng 1 với K bằng trừ 1. Nó theo chiều dương, theo chiều âm thôi. Là vân sáng bậc 1. Rồi bây giờ chúng ta tới vân tối ha. Vân tối thứ nhất là ứng với K phẩy bằng 0. Nằm ngay này đây. K phẩy bằng trừ 1 và nằm dưới đây. Ta lấy vân sáng trung tâm làm chuẩn ha. Rồi tối thì nó nằm trên với nằm dưới. Tương tự vậy, K phẩy bằng 1 với K phẩy bằng trừ 2. Chúng ta sẽ có vân tối thứ 2. Khoảng vân. Khoảng vân là tính giữa khoảng cách giữa hai cái vân sáng đó mày đó. Hoặc hai cái vân tối nè, là hai cái màu đen nè. Giữa nha, là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp. Công thức được tính bằng công thức Y bằng lambda nhân D chia A. Ứng dụng của cái bài này là dùng để đo bước sóng. Từ cái công thức khoảng vân chúng ta tính được Y, chúng ta đo được cái những khoảng này, chúng ta tính được lambda, đo bước sóng. Vị trí vân sáng được xác định như thế nào qua khoảng vân? Mỗi ánh sáng đơn sắc sẽ có một tần số xác định, trong chân không là lambda bằng C chia F, này chúng ta biết rồi. Trong môi trường trong suốt thì lambda phẩy bằng lambda chia N. Lấy lambda chân không chia cho chiết xuất môi trường. Ánh sáng nhìn thấy là các ánh sáng đơn sắc có bước sóng chạy từ 380 nanomet đến 760 nanomet trong cái khoảng này thôi nhưng mấy đó. Ánh sáng mặt trời là hỗn hợp vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng chạy từ 0 đến vô cực. Nếu hai nguồn kết hợp trong hiện tượng giao thoa ánh sáng, hai nguồn phát ra hai sóng ánh sáng có cùng bước sóng, là hai nguồn kết hợp mới cùng bước sóng nè. Hiệu số pha không đổi theo thời gian, hồi nãy nói rồi ha. Giờ nhắc lại, đây là hiện tượng giao thoa chúng ta hay gặp trong cuộc sống. Xà phòng đó mấy đứa, súng bắn xà phòng. Đây cái đĩa CD này mấy đứa, và chúng ta thấy những cái vân, chúng ta để nghiêng 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 chúng ta sẽ thấy. Rồi bây giờ chúng ta qua phần củng cố ha. Hai chùm sáng kết hợp nhất thiết là phải có cùng biên độ, cùng tần số, cùng pha ban đầu. Rồi mấy đứa chọn gì? Kết hợp là chắc chắn là phải cùng tần số. Chọn câu B, cùng tần số. Rồi câu 2. Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường trong suốt này sang một môi trường trong suốt khác, có nghĩa là từ môi trường này sang môi trường khác, thì bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi. B. Bước sóng không đổi nhưng tần số không đổi nhưng bước sóng thay đổi. C. Cả hai đều đổi. D là cả tần số và bước sóng đều không đổi. Rồi mấy đứa đọc cho kỹ ha. Câu A là bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi. Câu B, tần số không đổi nhưng bước sóng thay đổi. Câu C là cả hai cái đều đổi. Câu D, chúng ta chọn gì? Tần số không đổi nhưng bước sóng thay đổi. Chúng ta chọn câu B. Nhớ nha, chọn câu B. Đi từ môi trường này sang môi trường khác là tần số không đổi nhưng bước sóng thay đổi. Rồi qua câu củng cố thứ 3.
Ánh sáng màu vàng do natri phát ra khi bị nung nóng có bước sóng lambda bằng A, B, C, D. Thầy không đọc nhiều ha. Rồi chúng ta chú ý tới cái đơn vị thôi. Mấy cái số thì đọc tương tự nhau, chúng ta chú ý tới đơn vị thôi. Rồi, hết thời gian. Chúng ta sẽ chọn câu C, đơn vị là micromet. 0,38 micromet đến 0,76 micromet. Chữ U kéo dài này nha mấy đứa. Từ nãy giờ chúng ta làm những bài tập củng cố về lý thuyết. Bây giờ chúng ta qua bài tập củng cố về bài tập tí xíu đi. Ví dụ 1. Trong thí nghiệm dân vì giao thoa ánh sáng đường xa, hai khe hẹp cách nhau một khoảng là 1 mm là A nhỏ đó mấy đứa. Mặt phẳng chứa hai khe là 1,5 mét là D lớn. Khoảng cách giữa 5 phân sáng liên tiếp. 5 phân sáng liên tiếp cũng chúng ta tương tự như 5 ngón tay của chúng ta. Đếm giữa hai cái phân sáng là hai ngón tay là chúng ta sẽ thấy được là 4y. 4y sẽ bằng 3,6. Từ ấy tính được ra được y là 0,9. Rồi chúng ta ráp vô công thức lambda bằng A nhân y chia D, không cần đổi đơn vị nha, không cần đổi đơn vị cũng được. Chúng ta sẽ ra được là câu C, 0,6. Nhớ nha, 5 vân sáng liên tiếp thì chúng ta giơ 5 ngón tay lên. Chúng ta đếm 1, 2, 3, 4. Sẽ ra được là 4y bằng 3,6. Ngay chỗ cái mục mà 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 đó. Bài tập này là bài tập ví dụ rất là cơ bản, đơn giản nhất. Này tiền đề để cho mình làm tiếp bài tập tiếp theo mới đó. Ví dụ 1 xong ha. Qua ví dụ 2. Trong thí nghiệm John, khoảng cách giữa hai khe là A nhỏ bằng 2mm là mấy đứa. Từ hai khe đến màng là D lớn là 2m. Chúng ta chú ý những cái đơn vị nữa ha, mm chính là A nhỏ, còn D lớn là 2m. Lambda là 0,6, người ta hỏi vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 3. Lần lượt là số nào trong đây, ABCD. Vân sáng bậc 3 là 3y, vân tối thứ 3, tối là thụt lùi là tí xíu nhớ vậy nha. Thứ 3 là trừ cho 0,5 là còn lại 2,5y. Đây, bước 1 chúng ta tính y. Sáng bậc 3 là 3y. Ráp vô 3 nhân với 0,64. 1,92, không cần đổi đơn vị nha. Tương tự vậy, vân tối thứ 3 là 2,5y. Chúng ta viết liền luôn 2,5y luôn, không sao hết. Chúng ta sẽ ra được là 1,6. Chúng ta sẽ chọn câu C. Ví dụ này là cũng ví dụ cơ bản luôn. Coi chúng ta hiểu ha. Vân sáng bậc 3 là giữ nguyên 3y. Vân tối thứ 3 là thụt lùi lại 0,5 là trừ á, thụt lùi là trừ á, còn lại 2,5y. Rồi chúng ta ráp vô. Mục tiêu bài này mấy đứa phải tính y trước. Nếu mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta sẽ qua bài tiếp theo, ví dụ thứ 3. Tiến hành thí nghiệm John nè, khoảng cách giữa hai khe là A nhỏ mấy đứa, A nhỏ là 0,8, D lớn là 1,2m. Khoảng cách từ vân trung tâm đến vân tối thứ 5, gạch dưới từ tối thứ 5 nha. Tối thứ 5 là thụt lùi lại 4,5y bằng cái con số này, 4,32. Đây, trình bày ra nè, thấy không? 4,5y bằng x là 4,32, ráp vô tính y đã ra được là 0,96. Có được y rồi, chúng ta ráp vô tính được lambda rất là bình thường. Lambda bằng A nhân y chia D, không cần đổi đơn vị nha, nó cũng ra là 0,64. Chọn câu B. Thầy khuyến khích mấy đứa là không cần đổi đơn vị, xài đơn vị A nhỏ là mm, D lớn là mét, còn lambda là micromet. Chúng ta sẽ rất là nhanh ứng với những cái bài chương 5 này. Nếu mà ví dụ này chúng ta hiểu rồi là coi như chúng ta nắm được tương đối chắc bài này rồi đó mấy đứa. Và chúng ta chỉ cần thêm một tiết bài tập nữa để chúng ta làm thêm những cái dạng bài tập mở rộng hơn. Đây là ông John này mấy đứa. Thomas John sinh năm 1773, mất 1829. Đây là nhà vật lý người Anh. Đây là những bước sóng ánh sáng nhìn thấy trong chân không. Màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chúng ta coi để chúng ta biết thôi.
chúng ta chỉ cần nhớ hai cái đầu mút là tím là 0,38 nè, ở dưới nè, còn đỏ là 0,76. Chúng ta chỉ cần nhớ thôi, không cần học thuộc nha. Rồi bài giảng của thầy đến đây là hết. Rồi cần gì mấy đứa cứ comment vô rồi ổng ha, để bữa sau thầy làm tốt hơn, thầy làm nhiều giảng hơn cho mấy đứa ở nhà học. Rồi cảm ơn mấy đứa đã xem ha.